đầu mấy người anh chị đây cũng chơi phao chuối nha cả nhà, đeo lên trái chuối đó. Nãy còn cũng có quay cái bảng giá cho mọi người coi rồi. Ở đây có tiền balay cam một clip là 300 nha cả nhà, một clip trên một clip là 300, mà còn không biết bao nhiêu phút, mà nãy còn cũng thấy báo giá là 300 một clip. Có hai chiếc phao luôn. Đó là cam bay bắt đầu chuẩn bị đi theo hai chiếc phao nha. Lúc lái xe giao xe luôn. Kịp mình hai cái xe. Ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Cái này lùi lùi lùi. Chạy đi. Lấy Nguyệt đi. Lấy xe luôn không? Ờ lấy chiếc xe luôn có đẹp không? Lấy lên đi. Rồi ok đó. Ờ mấy anh chào cam luôn đó mấy anh ơi. Ba vô đỡ chú xuống dưới này. Quay luôn, quay đi. Rồi chào cam luôn, chào cam luôn. Bắt đầu kéo ra nha cả nhà. Rồi hướng dẫn anh chạy nha. Đó, đó, dừng nha cả nhà. Đó. Trời ơi. Đó là nói chung phút cuối phải có ngồi cây cứng đồ. Đó giờ rớt quá trời luôn. Ừ nhanh lắm, thấy gì đi một vòng mà. Ừ, rất đông anh chị đang ngồi xem nha cả nhà. Đó xong một trái chuối về, hai trái chuối về luôn rồi. Đó có người chơi kéo dù nha cả nhà, trời ơi. Đó đang kéo kìa. Ê thấy người luôn rồi Vĩnh. Có thấy người mà. Nè nè đây nè. Ờ đây cũng thấy mà. Đó cano kéo nha. Đó cano lớn kéo không. Ở giờ ngoài biển luôn rồi. Rớt rồi rớt rồi. Đó đó kéo lên lại, kéo lên lại kìa. Đó nó chạy nhanh là kéo lên lại à. Dù một người là 700, hai người là 1.200. Không để nuốt không để phút. Ý là đi một vòng thôi đấy, rồi đó đi một vòng gì đó. Đợt đó, đi bên Thái hỏi là nó cỡ 9 xị mà đi được 3 vòng đó. Mà nó phải gom đủ người 9-10 người mới được. Đợt anh đi kéo kéo không đủ 7, được có 7 người rồi. Ê, phải 9-10 người gom lại được có rẻ. Như là một giây nó tính người lên đúng không? Treo cho một giây cái gì? Ừ. Giống như đi hai người đó lên, một lần lên hai người được mà. Mà giá hai người kìa 700. 1.200.000, hai người 1.200.000, người 700. Tại người ta giờ thấy là có giờ. Người ta giờ thấy nhìn nhận. Ơ cứ bay lay cam bay theo nè. Trời nắng lắm đó trời. Đó có bay lay cam bay theo quay luôn nha cả nhà. Ôi xét luôn xét luôn. Đó tới tới biển rồi. Đó đây có người đón luôn cả nhà ơi.
đó, xong rồi có người đón vô cano, đón vô trước đây cũng có người đang bơi nha, có vài người đang bơi trong cái trong khu vực an toàn. Đó, chở vô nha cả nhà. Bây giờ nhớ bắt đầu đi qua ngắm san hô nha cả nhà. Đi một vòng quay cảnh cho mọi người xem. Đó, đảo bờ hai đập nha cả nhà. Nãy nghe kênh kia nói hồi xưa ở đây là có một cái tảng đá nhỏ thôi là hai bên đập vô. Bây giờ mọi người lót đá lên, giờ nó thành một cái đường đi luôn nha. Cái cano đang để ngay trước mặt. Giờ lên cano. Bao đi làm san hô nha. Đó, đã. Ủa là mình bắt được gì mà ăn cái đó luôn anh hay sao anh? Ý là mình chặn cái gì đó mình bắt được mình có được ăn luôn không anh? Chặn mình đâu được gì ăn quá à? Ý là giờ em xuống bắt luôn không? Đúng rồi, tập quân khá. Sao ba thì khá, tập quân khá, lại ra. Cây rồi lặn san hô nha. Đó, có trái cây nước suối lặn san hô nha. Coi chưa? Coi chỗ nào san hô nào đẹp nha. Thấy luôn hả? Thấy luôn. Cầu cao. Đó ngoài mực luôn chứ bộ. Để tới đâu thử tới đó. Đủ hoa, đủ hoa. Dạ, bắt đầu cái chỗ câu cá trước nha. Câu cá xong mới lặn san hô đúng không anh tài xế? Anh thuyền trưởng chứ quên. Câu cá chép kìa, câu cá chép kìa. Anh thuyền trưởng. Ôi, sao mềm quá. Chín rồi. Cầm nha. Lái gì nó động thì sao có câu được cá ta. Giờ câu cá nha.
đâu rồi, rất nhiều không. Ngon anh làm mồi luôn nha. Thấy con cá nào đâu trời. Mực nang đàng hoàng luôn nha cả nhà, trời ơi. Này câu mà giờ mình có lấy không mày sao? Câu là của mình mà. Ừ, câu xong mình làm ăn luôn á, hay là em về? Mình làm về đó làm món gì làm? Cái này mình quăng cái thằng kia kêu nó chế biến cho mình. Được, quăng qua đây nha. Có thử. Dính đâu cá 5 kg sao? Trời ơi. Phải dính cá 1 kg 2 rồi đó. Nhảy xuống bơi vậy anh. Cá mà sao nhảy được rồi, nhảy bơi được rồi. Bây giờ câu luôn hả? Có đâu. Em xuống anh xuống à. Từ từ anh xuống này ta câu mà. À lát qua san hô nhảy phải không? San hô là phải thấy san hô nha anh chứ đừng có thấy gì. San hô đụ má qua thấy anh chép không là sụm nụ. Ngoài san hô có anh chép dưới mà. Để chắc chắn rồi. Anh ngay trước là dễ không? Anh ngay trước. Đầu ra cửa kính này cậu. Ồ, nhưng em quậy, anh quần sắc, anh trúng anh nấu độ, nguyên con mồi. Đây là tài chứ không? Nói giờ gì Sưng cũng câu luôn nha cả nhà, nói chung giải trí nha. Được, không quan trọng đúng không? Chủ yếu là trải nghiệm và vui vẻ thôi. Ủa Sưng cũng câu cá luôn. Anh có muốn nghe nhạc không? Gì? Anh muốn nghe nhạc không? Có nhạc đâu, không bản quyền được rồi, mấy nhạc. Con thầu lắc lư. Câu được chưa vậy anh? Trời ơi, Vĩnh á. Ủa này mình lên nóc được không anh? Tôi cạnh nhau với chị gái. Đây là quà minh thư tặng em sao chị dám. Ờ hiện tại giờ còn đang đứng trên đầu cano nha cả nhà. Trời ơi. Ủa gì Sơn ơi Sơn. Ôi nó lắc cái gì. Đó có nhạc luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nè, đang trên đây nè. Nè trên đây nè, thấy rồi nè. Đụng rồi. Ngước mặt lên. Yeah. Đó, đứng nguyện. Sao bà câu dính cá bảo mày luôn. Đúng là bả. Từ từ chú nhiều đừng có móc vô cái đùi nữa nha chú nhiều. Mới móc vô cái đùi một nhát luôn chú nhiều. Trời ơi câu cá sao câu vô đùi mình luôn. Câu đùi. Đó vui vẻ đó, cả nhà. Câu cá người câu đùi. Người câu cá thì không thấy không biết cá cắn. Còn người câu đùi. Câu được chưa vậy anh? Anh cứ Nguyễn câu đường con rồi đó. Đó, quá đã luôn. Đó chú nhiều gì Sơn anh Tuấn Nguyễn đang câu luôn nha. Mở câu cái đùi. Vô. Vô. Anh Tuấn Nguyễn mới câu được con cá này nha. Anh, ủa cái này cá gì anh? Cá không chờ. Gì? Cá không chờ. À cá gì? Cá mồi.
với anh. Trời ơi, trời ơi, con bự vậy. Trời ơi, quá hay luôn anh ơi. Cá cà ma hả? Cà ma, cà ma. Trời ơi, hay quá, ai ai thả lưới. Quá hay luôn, được hai con nha cả nhà. Hai đứa không mờ hết trọn. Mực, mực phải không? Câu bị nghiện nha anh. Vô. Cái đó gì anh bắn hả? Giờ bắn cá luôn anh. Dạ. Ôi cá mà bắn luôn rồi. Nhưng mà mình phải nhìn thấy mình mới bắn được đúng không anh? Dạ. Phải nhìn thấy mới bắn được đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây em đâu thấy được đâu. Mình lặn á. Lặn á. Trời ơi. Bây giờ anh lặn luôn. Bỏ dạ. Giờ anh này lặn xuống bắn cá nha. Nó xuống xuống nhắm con nào là phải con đó đáng luôn. Bắn bắn mình lựa cái bự lắm đúng không? Gì? Bắn là mình lựa cái bự mình bắn. Ờ đúng rồi, thì lựa con nào đáng con đó. Ồ. Ồ chân vịt nữa nha. Có chân vịt có bầu cày.